khi nó lượn là hồi xưa bố vào còn chụp con đánh con làm dữ dội lên, chụp đánh đá dữ dội, nó lượn là mình phải giữ an toàn cho mày, tao phải làm chủ hết trong đó. Giờ vô eo sư phụ thường này. Trên đời này có không? Có được cái nội lôi vận động như vậy không? Chỉnh hai bên. Đó. Chỉnh đôi vai á. Đưa cái lực ra. Thủ rờ cái thằng này té đó. Thằng này đứng vững, thằng này té đó, lạ lắm. Đúng vậy hả? Hay sao? Đâu ngờ rằng đó là trí nhu. Người nhu, tất cả nhu. Dai mình đánh mạnh vô, nó nhu. Thấy không? Nó nhu, dạ. Đánh mạnh đi. Giống như cái gì kỳ kỳ lạ lạ. Dặn nha, rớp. Bất động. Chú vô chụp nó hử cái, nó lạ lắm. Nó thoát ra vậy đó, dễ sợ vậy đó. Chụp cho dính nè, bẻ đi. Hay sao? Luôn luôn bị khóa tỏ, thấy không, dính chặt. Còn con người võ đạo sẽ nắm bắt tinh thần đó của sư phụ có thật. Không có nhường nhịn để hiểu rằng cái thiếu thủ mình đánh chạm hai tay cuộc chiến dịch mày về phía sau lạ lắm. Chiến dịch tỉnh chưa, điểm 1, 2, 3 đi. 1, 2 đó, điểm dặn dữ dọn lên, siết lại. Không cho sư phụ cử động ở đâu ha. À, bốn phía rồi. Giờ sư phụ là người tự do. Muốn đi đâu sư phụ đi. Trước đi nội lực chưa? Tức là nội lực có không? Có rồi, thoát hết. À, lạ lắm. Nhìn đi nội tại tức thì giống như là tự thân. Hay sao? Sao ra? Tụi nó đánh vô mặt mày, đánh vô mặt mày. Tụi đánh xa, tụi đi đường khí. Đi xa. Không được rồi. Không được rồi. Chặt quá. Vậy tụi đi sao? Bố mình này không có trọng lượng. Hết sức là ấy nha, không có tấn nè. Nãy tôi tập về.
Muốn tạo được vận động chân chánh thì thân thủ bộ pháp tích cực liên quan. Đưa vào vào chụp cái tay kìm cứng vậy đó, chụp cứng kìm cứng lại, mày cũng vậy kìm cứng lại đó. Sư phụ nói sư phụ dùng nội công hút rớt xuống đất ha, chụp cứng nha. Đánh vô đây, tự nhiên nó trâu sẽ làm lạ lắm. Đặt cái tay vô đây, lại lạ. Châu để cho thấy cái cách nó vận động cho mày châu hơn này chút. Đặt vô. Hai tay rờ lên, cái đó gì không? Vậy phải không? Rờ đi. Rờ giống nghĩa vậy đó. Đó vậy đó. Thở não nè. Thấy sao? Đặc điểm đặc trưng bản sắc võ đạo Việt Nam. Đánh cái búp là nằm đất thì đánh cái búp. Thủ Thiên Dương hát pháp. Đưa xung lực lên. Đưa nội công xung lực lên. Đây là Long Quyền Thiên Dương hát pháp. Đập mạnh vô coi nó như thế nào. Bắn găng ra, lạ lắm. Tập mạnh vô, tập mạnh vô. Thấy ghê rồi. Con gà ta cút trong người này thấy không? Thì cũng đỡ. Tưởng đỡ được. Làm sao đỡ được? Tới rồi, nó đánh này ba rồi. Nó cấp kỳ vậy đó. Nó qua ba là sao? Sao kỳ vậy? Búp 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 búp. Mà thấy con đường ra. Nó trở như con rắn mà nó bắt luôn. Đá lại coi. Thấy dễ sợ không? Đá sẽ cũng tấn công sẽ cũng trúng không? Trúng không? Đánh đi. Trúng không? Rõ ràng không?
bập xíu 3 cái đi. Ba đi. Cái 3, cái 2, cái 1 mất luôn. Vậy hả? Nó lạ. Rồi đấy. Nó lạ. Ha. Đánh, đánh, đánh. Giờ xuống nhã lực. Nhã lực. Cái nhã lực lạ. Đỡ đây. Nó đã ở hai bên này. Đỡ. Thấy sao? Sư phụ. Nghe nhấu lên như điện xẹp đó. Chụp ta. Phải cảm nhận hai nhát không? Trời. Cái cơ sở mình rất rõ. Dễ sợ. Ba cái.